Cập nhật tình hình mưa lũ tại huyện Kim Động. Ngay trong đêm hôm qua và đến sáng nay thì tại khu vực cống Thái Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động thì đã xuất hiện một điểm xung yếu tại cửa cống Thái Hòa, dẫn đến mạch đùn, mạch sủi thẩm thấu vào khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Thì ngay lập tức địa phương cũng đã huy động nhân lực khoảng hơn 100 người thực hiện xử lý hoành triệt cửa cống để ngăn thẩm thấu, ngăn nước tràn vào trong khu vực sản xuất nông nghiệp của bà con. Và theo quan sát của chúng tôi thì ngay từ sáng sớm đến bây giờ thì mực nước sông ở khu vực cống Thái Hòa đã tăng lên từ 25 đến 30 phân thì đã gần sát đến mặt đường. Hiện tại thì huyện Kim Động vẫn đang tiếp tục theo dõi mực nước, lượng mưa để thực hiện các cái phương án đã bố trí ạ. Các địa phương trong huyện Kim Động đang triển khai theo phương châm là 4 tại chỗ. Và những nơi mà trọng điểm khó khăn thì sẽ báo cáo tỉnh để có sự hỗ trợ về phương tiện cũng như con người. Đến điểm này thì trong úng nội đồng thì cũng các cái nơi trọng yếu thì các địa phương cơ bản hoàn triệt. Tuy nhiên nếu như mà do lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ nhiều điểm sẽ bị phải nái nước để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như tính mạng của người dân. Còn đối với các xã ven đê, đặc biệt là Đức Hợp, Hùng An, Phú Thịnh, Mai Động cũng đã có các cái phương án sẵn sàng để tham gia phòng chống lũ, đặc biệt là triển khai vấn đề di rời đối với những cái điểm dân cư cũng như cái khu mà có nguy cơ cao cho vấn đề về vỡ đập, hoặc là nếu như mà mực nước tiếp tục lên cao thì sẽ triển khai các phương án nải nước để đảm bảo các tuyến đê bối cũng như là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân cũng như tài sản của người dân.